Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game Võ Lâm Truyền Kỳ ha, phiên bản theo nhiều yêu cầu của nhiều bạn. Ok, đâu, cái hình ảnh nó đẹp ta, hình ảnh đẹp. Nè, cái hình này đẹp nè. Lâu lắm rồi, con này là nhân vật đầu tiên hồi đó Heo mới chơi nè. Lúc mà game mới ra là Heo chơi con này nè anh em, chơi nhân vật này nè. Wow, ok. Đây là phiên bản 24 phái nha anh em. Và phi khá khủng. Đây, nhân vật Nguyên Thủy nè. Ok, nhân vật Nguyên Thủy 24 phái. Rồi hôm nay chắc chúng ta chơi hiên nhẫn đi. Ok, đây là con nhân vật hồi đó Heo tạo nhân vật, tạo tài khoản đầu tiên trên cái game là Heo đã chơi con hiên nhẫn đầu tiên. Nhìn thấy nó thường mình nghĩ là thích khách đồ nên là nó sẽ mạnh đó, nên là chọn hiên nhẫn. Với lại hồi đó là Heo chơi bản kiếm thế với lại võ lâm PC đồ á, là hay chọn con hiên nhẫn lắm. Tại vì tưởng đâu nó là phun lửa ra anh em. Đó, đánh đồ đi trend đồ khá ngon. Mẹ bà. Ok, tới chừng mày thì không như mình nghĩ. Rồi. Rồi xong hướng dẫn đầu game rồi. Giờ chưa nữa hả? Ok. Tưởng đâu là xong rồi. Còn nữa không? Ok hết rồi. Nãy hư chỉ là hư đầu game đồ này họ thôi. Đây kim nguyên bảo với đồ, đây là phúc lợi lượng dòng coi ha. Đây ok, bạn này phi khủng lắm nha. Rồi ok, đến với thông tin server cái đây cho chúng ta biết được chúng ta chơi game gì và phi gì ha. Đây, Võ Lâm Thiên Kiếm Mobi ra mắt x4 Thiên Kiếm vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 7 ha. Đó, game cái này là chúng ta game up vào cái này nọ ha. Đây là tâm thư của admin. Đây, phiên bản 24 phái. Quy cài cốt, khóa, bài bán, tắt nạp, kim nguyên bảo ha. Đậu xanh. Lại cái vải ca lọc, đừng nói là bảo trì server nha. Chắc dám lắm mà. Ok, mấy chủ bảo trì luôn. Rồi lướt qua thông tin server cái đây. Với là rồi chúng ta đi nhập code rồi nhận code rồi admin mở server lên nó quay tiếp ha. Đây. Đâu rồi? Đây. Tắt bài bán khóa tắt nạp kim nguyên bảo ha. Quà tân hữu khởi tạo nhân vật nhận 3 triệu kim nguyên bảo cái gì? 3 triệu xu web miễn phí kiếm hiệp 13, tạo nhân vật lên level 70. Full đồ phổ hoàng kim ha, nguyên bảo 200.000 nguyên bảo 200.000 rồi bí bảo cường quá cộng 80 ha. Rương đá rồi đá chọn rồi trang bị hiếm rồi nguyện tinh tăng sao phù ma thạch rồi tính bậc môn phái hòa hỷ bích cống hiến nguyên thí tu vi và hai bét nè ha. Ngựa đó, đua tớp nhận Việt Nam đồng, sự kiện tương dương thành chủ nhận Việt Nam đồng, binh danh ban hội Việt Nam đồng, fan cứng Việt Nam đồng, để lợi chấm chúng ta nhận Việt Nam đồng. Đùa thôi, nhận VIP code ha. Ok. Rồi đây thông tin VIP code nè. Đó, nhận 20.000 tỷ tẩy đen. Đó, tư chất bét rồi đá hồn rồi ngân sức rồi danh vọng rồi danh tướng lệnh rồi cống hiến rồi hộp quà tùy chọn rồi hộp chọn đồng hành rồi tài lẻ hồng mé này hả. Đây, vui lòng like share để nhận code nha anh em. Ok, giờ đi xin code với lại chờ mấy chủ open lên mở lời cái. Chắc là bảo trì hàng ngày đó mà. Rồi ok, vào game được rồi hả. Và code thì admin có phát code đền bù luôn nè nha anh em. Đây đây code bảo trì đền bù luôn nè. Cho gì ta,
Wow, cho 3 triệu 20 gì 200 ngàn ngân sức luôn. Đồ thì hôm danh vọng cũng được 20 ngàn, 200 ngàn ha. Rồi rương đá nè. Rồi rất nhiều đồ luôn anh em. Đồ hôm nha. Đó, được. Duyệt nha. Còn code thì chúng ta có code Tân Hữu nè ha. Đó, anh em nhắn tin với admin để lấy code thêm ha nha em. Đấy, heo thấy khá nhiều code. Rồi còn có code livestream nữa nè hả. Ok, đợi 3 giây mới được nhận hả. Ok, vậy ra nhận quà. Đây, đồ 300. Rồi đồ rương thì là rương tuyệt học, thẻ danh tướng đồ. Đó, nhận. Nhận hết cái đống này luôn. Rồi tiếp. Còn có livestream đồ nữa nè. Ok, rồi còn code like share, rồi code ngày nữa anh em. Đó, game này heo thấy có khá nhiều code ngày ta. Ok hả. Đó, quá trời luôn anh em. Đấy. À, nhiều lắm, quá trời quá đất luôn. Rồi, vô mở nè. À, rương chọn đồng hành hả. Tần Thủy Hoàng, Hoàng Nhan Hồng Liệt đồ, rồi Võ Tắc Thiên đồ. À, ok. Đủ. Đầy đủ luôn. Rồi mở luôn hạng vũ luôn. Rồi ở đây chúng ta có vũ khí bổn mạng. Rồi thêm một rương tướng, rương đồng hành nữa hả. Đậu xanh cho nhiều đồng hành quá. Đây là rương trang bị hiếm bậc 4 nè. Đấy, giám định hết để mặc ha. Rồi đá rồi cái gì tè le hột me hết kìa anh em. Ok. Trang bị vô cái nè. Rồi cái viên gì cộng 80 đô ta. Kéo xuống coi. Này phụ ma thạch. Rồi lệnh bài. Đây. Bí bảo cường quá 80 nè. Đó. Ok, đẹp. Đồ kỳ tài luôn hả? Ngon. Rồi đó, giờ vô quân hàm nè. Đó, lên. Đó, sức trần. Đó, kinh hồng. Rồi, đó, lăng vân luôn. Rồi đi kiếm cái gì cho nó lên ngữ không coi. Vô kỳ chân cát coi. Đây có trục lọc, có truyền huyết. Ta vô VIP coi. Đây VIP có vé hoàng đế đâu nữa nè. Đồ, chúng ta mua hết nha. Đó, mua để mà lấy lệnh bài đâu nè. Đó. Tính ra nó cho chúng ta một số lệnh bài với lại chúng ta ăn cái quà VIP, quà kiếm hiệp nè. Đó, cũng lên được một mớ nữa anh em. Đồ, lên được ngữ không đồ chúng ta. Đó, lên được cái đó nữa là hôm ha. Rồi, đây. Ok, mở hết ha. Đây, mấy cái này đá hồn đồ trang bị luôn. Đó. Ok, Nam Cung Phi kiếm hiệp 17 6 5 4 3 2 1 rồi 0 18 nữa hả? Đậu xanh. Đó, lên được ngữ không luôn. Đồ lên được tiềm long luôn. Lên được ngạo thế luôn. Rồi trục lọc lệnh hả? Trục lọc. Đây có trục lọc luôn, mua được 10 cái nữa. Đồ. Wow, lên ỷ thiên luôn anh em. Đồ. Ngon. Được, đỉnh của shop ha. Ok, đấu giá đồ, có đấu giá đồ trên này nè anh em. À, anh em đồ buôn bán cũng được hả? À, tắt bài bán rồi. Rồi, shop ngân sức bán thời trang nè anh em. Đó. Thôi có code ngày nữa nè. Hãy nhớ là admin có cho code ngày. Đây, code ngày. Để coi cái code ngày này chúng ta được cái gì ha. Ok.
Tốt ngày được Kim Nguyên Bảo, được ngân sức nữa nè anh em. Wow, vậy tính ra chúng ta không cần phải nạp tiền mua ngân sức rồi, mà chúng ta có 3 triệu nha. Đây có thời trang, vật phẩm hiếm thì có bé thú cưỡi nè hả. Ở đây có đồng hành luôn, đồ Trương Tam Phong mua liền. Đó, trời ơi, nhiều tiền mà. Lụm Trương Tam Phong, đó. Đây Heo sẽ vào cho anh em xem cái rồi. Đi đến. Nào rồi, vô nè, cho coi tiền nè hả. Đó, 3 triệu nè. Đấy, 3 triệu. Phanh cứng đồ này nọ, được thêm kim, được thêm Việt Nam đồng nữa hả. Rồi bây giờ nạp ngân sức vô cho anh em xem nè hả. Vô 50 được đây, 50 được 10.000. Đó. Ok, đơn giản. Rồi đâu rồi. Đây, qua nạp đầu nè, ủng hộ server nè. Này này nên mua không ta? Rồi từ từ đi. Võ Quân lệnh nè, mua nè. 200.000. Đó, đơn giản. Lụm luôn nạp đầu hả? Danh nè, đó, rung cây nhát khỉ, ủy thác, rồi nhận lại, rồi đang miễn phí. Rồi bây giờ nè, đang 3.3 triệu nè hả, F5. Đó, mua hết 200 mấy rồi. Ok. Game free rất là nhiều luôn ha. Rồi trend Kim Nguyên Bảo, anh em nhận thêm đồ nữa nha anh em. Đây, hoạt động đổi nữa nè. Đó, trend phó bản nè. Đi trend map. Bây giờ trên map F30 thôi quá. Lên cao sợ đánh không lại. Chưa có nâng gì luôn á. Đó. Đó. Ok, đánh đánh quái rớt Kim Nguyên Bảo đồ này nọ rất là nhiều ha. Đó, anh em nào có chơi thì tải về hả anh em. Game free chúng ta tới 3 triệu Việt Nam đồng ha. Rồi làm đủ thứ hết, lên VIP nữa nha anh em. Đó nè, nào là đâu rồi. Đua top hưởng Việt Nam đồng nè. Rồi tương dương thành chủ Việt Nam đồng, vinh dự ban hội Việt Nam đồng, fan cứng cũng Việt Nam đồng ha. Rất là nhiều luôn. Ok, rồi lướt ngang cái Không phải, đây bảng xếp hạng. Lực chiến đồ mã vô song 5 sao luôn. Wow, đồ đẹp trai ghê không anh em. Hiếu Lâm hả, đồ top 1 server đi Hiếu Lâm nha. Wow, vô coi bét. Má ơi con bét nhìn nè, đồ quần hởi siêu minh dương. Quá trời luôn, full kỹ năng thì đây có kỹ năng chưa lên nè, nhưng mà nó lên được kỳ tài thức tỉnh luôn. Wow, 4 dòng hoàn mỹ luôn. Há, con này chắc tốn tiền dữ lắm luôn anh em. Ok rồi thì link Heo sẽ để dưới phần mô tả ha, anh em nào có chơi thì tải về đó, thông tin đồ đầy đủ hết ha. Rồi ok rồi, anh em vào tìm hiểu game thêm nha anh em. Đó, game open vào đâu rồi, đây Open X4 vào 19 giờ ngày 27 tháng 7 nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, trend rớt Kim Nguyên Bảo các kiểu còn đà điểu rồi. Rồi, bây giờ thì bye bye.